Hôm rồi mình học đến cái đoạn là nghe việc bí mật của người, không đem nói với người khác, không vì việc đời mà lập thệ nguyện. Quý vị có đọc cái đoạn đó đó. Thường thường ở ngoài đời á, người ta hay thề thốt lắm. Và chính vì người ta sợ người khác không tin mình, cho nên mình mới thề. Mà người Phật tử là không có nên, hay nói chung là một người chúng ta không có nên coi thường cái lời thề như vậy. Và khi mình thề thốt như vậy là không nên. Cho nên không vì mà không có vì việc đời mà lập thệ nguyện. Hoặc là ở trường hợp nào nữa, cái câu này nó còn có ý gì nữa? Có ý là thí dụ mình giận một ai đó, mình thề tôi mà có chết mà đừng có cho nó tới, nghe không? Nó mà tới là tôi nổ, tôi thọc máu thế này thế kia. Không vì việc đời mà lập thệ nguyện. Những cái đó là cái việc phiền não. Hay là thậm chí đời này yêu thương mà mình sợ phải xa lìa, mình nguyện là đời sau xin được làm chim liền cánh, cây liền cành rồi đó. Đó, cũng không nên. Vì cái đó là cái hệ lụy. Nhưng mà nếu mà vì cái sự tu hành mà mình phát nguyện, vì cái sự phát nguyện, tại sao phát nguyện? Vì nơi ở ngay cái cảnh khổ đó, mình thấy được, mình hiểu được cái lý do, thì mình phát nguyện nó dễ hơn. Cho nên không vì việc đời mà lập thệ nguyện. Người đối với ta làm chút ơn nghĩa, thường suy nghĩ muốn đền trả thật nhiều. Ở đây là mình đang học đến cái đoạn là ở nơi trần thế mà không nhiễm. Và trong kinh đưa ra cho mình mấy cái điểm. Bởi vì cái người mà sống mà không có nhớ ơn á, thì không được làm việc gì nữa hết. Sống là mình phải nhớ ơn. Cho nên một Phật trong Phật giáo đó, thì chúng ta có một cái mà ơn mà chúng ta phải không thể quên. Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, những người dạy mình chữ nghĩa, ơn bà con quyến thuộc, bằng hữu xa gần, và cuối cùng là ơn chúng sanh. Còn nếu mà Phật tử thì thêm cái ơn là ơn Tam Bảo. Tại nhờ Tam Bảo mà soi sáng cho mình được cái gì chánh, cái gì tà để mình đi. Cho nên người đối với ta làm chút ơn nghĩa, thường suy nghĩ muốn đền trả thật nhiều. Bây giờ mình sống mà mình vô ơn vô nghĩa thì quá tệ. Mình nhớ ơn mà mình chưa đền đáp được là mình đã thấy cả một cái sự xót xa. Pháp Hòa ví dụ như là mình đi ở Việt Nam mình á, có những cái cầu nó hư nó sập, học sinh tới giờ đi học nhiều lúc nó phải lội qua một con suối, một cái con mương. Bây giờ có người nào đó người ta bỏ tiền ra ta làm một cái cầu cho đi. Thì từ đó về sau mỗi lần mình đi tới cái cây cầu đó là mình phải nhớ ơn. Người ta đã bỏ tiền ra người ta làm cái đó. Quý vị biết ở các cái xứ nghèo á, thỉnh thoảng người ta có những gia đình giàu, người ta để mấy cái lu, cái khạp ở trước cửa nhà với cái gáo nước, để ai đi đường á, mà người ta thấy khát nước thì người ta tấp vô đó, người ta có nước người ta uống. Và quý vị thấy ở Canada với ở Mỹ, đi khoảng một đoạn đường là có một cái rest area, có một cái chỗ để nghỉ dừng chân, mà cái chỗ đó là sạch sẽ, không có trả đồng nào hết. Chính phủ bỏ tiền ra để mà làm những cái rest area như vậy đó. Mình nói ví dụ như vậy. Hay là bây giờ mình đứng chờ xe bus, người ta làm cho những cái thùng có kiến để mình bớt lạnh. Những ngày nào mà gió lạnh mình đứng vô trong đó mình trú, mình đỡ lạnh lắm. Thật ra nếu mình nghĩ lại,
Rồi thậm chí ở phía đường phía sau chùa mình đi vô đây nè, trời ổ gà, ổ vịt, ổ voi, ổ chuột gì nó đủ hết, đường rất là hư. Rồi lâu lâu CT xuống tráng nhựa, nhưng mà không lâu, thời gian cái là nó bể tiếp. Nhờ mỗi lần mình đi được một con đường bằng phẳng thì mình phải biết. Đừng có nói chi hôm nào mà cúp nước một bữa thôi, trời ơi mình khó chịu vô cùng. Tại thường ngày mình có bao nhiêu nước mình xài, cứ mở ra là có nước, mở ra là có nước. À, cách đây mấy tuần là nguyên cái khu vực này bị cúp nước nguyên ngày. Thì quý vị cái ngày đó mình không có nước thì mình cảm thấy sao? Vậy thì khi nào mà mình có nước xài, những lúc mà nó không có nước thì mình lại biết trân trọng khi nó có nước. Mà tại vì nếu mà nó có nước thường trực thì chúng ta không thấy quý. Cho nên đối với người ta làm cho ơn cho mình một chút, nhưng mà mình phải biết rằng mình muốn đền trả thật nhiều. Đối với kẻ oán ta, luôn luôn khởi tâm lành. Tại sao mà kẻ oán mình khởi tâm lành với họ? Tại vì nếu mà họ oán trách mình mà mình oán trách họ lại nữa, tức là mình kết hai cái đó nó rút lại. Giống như là họ, mình lấy hai cái đầu dây mình cột và hai cái tay mình siết vậy đó. Họ cầm một bên họ siết rồi mình cũng kéo luôn nữa, thì cái mối đó nó càng chặt thêm. Cho nên mình muốn giải, cái cách mà mình giải oán với người tốt nhất là tâm mình đừng có khởi oán với họ. Tại nếu không thì mình không bao giờ mình giải tỏa được với họ. Tại sao trong này nó là không nhiễm? Bởi vì hãy người ta làm cái này thì mình phải làm ngược lại, như vậy nó mới không nhiễm. Còn nếu mà người ta làm điều đó mà mình làm nữa thì mình với họ nhiễm. Ví dụ như giờ họ chửi mình thì mình chửi lại, thì coi như là nếu mà người ta chửi mình mà mình chửi lại, cái đó gọi là gì? Thường, bình thường. Còn mà người ta không đụng chạm gì tới mình mà kiếm chuyện với người ta hoài, gọi là bất thường. Còn nếu mà người ta làm điều xấu với mình mà mình vẫn giữ tâm mình bình thường thì gọi là phi thường. Mình phi thường. Vậy thì bây giờ trong ba cái đó mình chọn, mình muốn làm kẻ bình thường. Còn nếu như mà người ta không đụng chạm gì tới mình mà luôn luôn mình khởi những cái tâm, không? Hoặc là mình khởi những cái tâm, mình cố tình mình tìm những cái tì vết gì đó, mình cố ý mình kiếm chuyện với người ta hoài, nó tầm thường hoặc là bất thường. Bây giờ mình muốn ít tệ gì cũng phải là cái gì? Bình thường. Thôi giờ tôi sống vậy, bình thường tôi là như vậy, thì bây giờ tôi vẫn là như vậy, tôi không có đụng chạm. Cho nên Pháp Hòa hay nói, thí dụ như lỡ mình không thương được ai thì đừng ghét. Nếu lỡ không thương được người đó thì phải làm sao giữ cái tâm mình bình thường với họ, gặp họ giống như mình bình thường thôi, giống như mình không quen đi, thà là như vậy còn hơn là mình lúc nào mình cũng cay đắng với họ. Đây là một cái cách mình oán, mình kết oán với họ. Rồi trong đời này kiếp sau lúc nào đó mình gặp họ không lâu, thí dụ như mình trong một cái công việc làm ăn của mình, tự nhiên có một người nào đó họ tới họ quậy lên, cái là mình hư chuyện. Pháp Hòa ví dụ như quý vị ở đây thỉnh thoảng quý vị thấy không, Tim Horton hay là những cái chỗ đó nó bị thưa, có cái bà đó bà mua ly cà phê, bà mua ly cà phê mà bà uống vô cái bị phỏng miệng, cái bà đi thưa mà thắng. Tại sao thắng? Tại vì trong cái ly cà phê không để cái warning là very hot. Thành thử luật sư là cái người mà tìm mọi cách, khi mà người ta nhờ luật sư lo thì luật sư phải tìm mọi cách làm sao đem cái phần thắng về cho thân chủ của mình, và cuối cùng cái hãng cà phê phải đền cho cái bà đó cả triệu bạc. Rồi một cái ông nọ đi ăn McDonald's, ghiền McDonald's ăn quá trời, bị dư mỡ đi thưa, nói tại vì McDonald's làm mỡ nhiều quá, cũng thắng. Thì quý vị thấy không, họ không xuất hiện trong cuộc đời của ông chủ McDonald's cả đời, nhưng họ xuất hiện một lần thôi cũng đủ chết rồi. Xuất hiện lần thôi quậy vố một cái kiếm cả triệu, mình tốn cả triệu. Trong cuộc đời mình thỉnh thoảng mình gặp những cái ân quán vậy, cuộc đời mình nó đang bình lặng tốt đẹp hết, tự nhiên có một người nào đó tới quậy 5 phút thôi tiệm mình mất giá 1 năm, bị mang tiếng 1 năm đó. Cho nên cẩn thận cái đó. Đối với cái người oán mình,
luôn khởi tâm lành. Tại vì sao? Khởi tâm lành để mình thương xót cho họ. Có nhiều Phật tử nói trời ơi sao con né cái bà đó hoài, bà cứ kiếm con hoài. Nó thôi ráng đi. Nhưng mà khi nào mà mình né đủ rồi, họ thấy họ bắn hết đạn rồi, trong súng họ còn dư đạn họ bắn đó. Mà mình, nếu mình né được thì cứ né, đến khi nào hết đạn rồi thì họ không làm gì được nữa là thôi. Chứ có ai mà có đạn bắn hoài đâu. Nhưng mà mình càng cưỡng lại thì nó càng tức tối, thì nó càng đi mua đạn thêm. Không có thì nó đi mượn thêm nó bắn mình, còn không thì thôi họ bắn hết phần họ thôi. Đối với kẻ oán của ta luôn khởi tâm lành, kẻ oán người thân đồng thọ khổ. Cái câu này hay nè. Cái kẻ oán người thân, đối với kẻ oán người thân đồng thọ khổ. Bây giờ mình là cái người bị người ta oán cũng khổ, mà mình là cái người oán người khác mình cũng khổ. Có cái công việc nào mà nó không khổ đâu. Cho nên mình, thí dụ bây giờ mình giận người đó mình khổ không? Khổ là tại vì mình tức tối, mình bực bội. Rồi cái người mà bị giận cũng buồn. Tự nhiên tôi với chị đó, tôi với anh đó, tôi với cô nọ, tự nhiên bây giờ đâm ra không còn thân thích với nhau nữa. Cho nên cả hai đều khổ. Không phải, nhớ hồi nhỏ đi chùa, sư cụ ở chùa, con nít chơi với nhau mà, mỗi lần tới cái sư cụ hay đưa cho cái lồng đi bẻ ổi. Mà hễ mà bẻ thì lúc nào con nít mà chơi thế nào cũng có chuyện. Đem lên mét thì cụ chỉ dạy một câu thôi. Cụ nói con làm người ta giận, người ta có tội, con có tội. Mà cái người mà giận cũng có tội luôn. Thành thử tụi con giận chi cho cả hai cùng có tội. Sư cụ không có dạy nhiều, sư cụ chỉ nói như vậy thôi. Và kẻ oán người thân đồng thọ khổ, trước cứu người oán thù. Thấy có người mắng nhiếc trở lại sanh tâm thương xót. Tại sao phải thương xót người mắng nhiếc mình? Tại vì ở trong tâm của họ, họ không có cái lành cái thiện. Họ toàn là những cái từ ngữ như vậy, cho nên là mới thốt ra như vậy. Thành thử cái người như vậy là khổ lắm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cái người nào mà đang bị cảm nặng á, họ tiếp xúc với 10 người thì bao nhiêu người bị lây? Ít nhất cũng phải 9 người, 5-7 người chứ, họ còn không cũng phải 1-2 người. Chứ không thể nào một người đang cảm nặng mà ngồi chung mà không lây hết. Cho nên thế nào cũng phải bị lây, phải không? Rồi bây giờ mình cứ suy nghĩ là cái người mà bệnh và cái người chăm sóc bệnh ai khổ hơn? Cái người bệnh. Tại vì chính cái người chăm sóc đó, bất quá là chỉ tấp vô chăm sóc một chút thôi rồi đi ra. Nhưng mà cái người bệnh là cái người họ phải chấp nhận cái bệnh đó, nó dây dưa. Thì ở đây cũng vậy, cái người mà lúc nào tâm hồn họ cũng câu có, lúc nào lời lẽ nó cũng khó nghe, người như vậy họ khổ lắm. Mình đó, lâu lâu mình nghe một câu rồi không thích, mình bỏ lên lầu. Nhưng mà cái người này ôm ở trên lầu họ cũng một cái lò đạn đó, mà dưới bếp họ cũng lò đạn đó, mà vô phòng cũng lò đạn đó. Họ ôm cả một cái nặng nề đó, họ tội nghiệp hơn nữa. Cho nên mình muốn thương được họ đó, thưa đại chúng, không phải dễ làm đâu. Bởi vì mình đang học cái gì đây? Đang học hạnh Bồ Tát, chứ mình không phải học bình thường. Mình đang làm cái hạnh bất thường, ủa phi thường. Mình đang làm cái chuyện phi thường đó. Mình đang làm chuyện phi thường, chứ không phải là phi hành, phi baro. Mình làm cái chuyện phi thường. Mà nếu như trường hợp mà mình đối xử với người ta như bình thường hết thì cái đó quá thường. Bây giờ đang làm một cái việc mà người khác khó làm được lắm, nhưng mà chính làm được á, mình mới vượt được cái đó. Con cá đó mà nó không vượt được cái ải đó thì nó không thể nào nó hóa ra con rồng được. Gọi là cá hóa long mà. Còn nếu mà con cá nó cứ lẩn quẩn, nó thôi thôi chỗ đó tôi không đi đâu, thì nó lẩn quẩn ở trong này. Ai mà coi phim Tàu, coi cái phim mà những cái phim mà Thiếu Lâm đó, đệ tử tục gia mà lên Thiếu Lâm tự mà muốn đi ra khỏi xuống núi đó, gọi là tốt nghiệp đó, là phải đi qua bao nhiêu cái ải, đánh bao nhiêu trận, thắng được rồi mới ra khỏi được. Ở đây cũng vậy. Cho nên cái trường hợp đó, trời ơi nói chuyện khó làm quá, chỉ Phật Bồ Tát à, thì Phật Bồ Tát
Thở đây á, nếu mà chúng ta cứ lẫn mình tu là mình có một cái phần tiến bộ, dù ít dù nhiều trong cái cuộc sống của mình. Thí dụ bây giờ trong kinh dạy 10, mình làm được 2 mình cũng mừng, làm được 3 cũng quý. Còn nếu mình không học thì mình không biết trong kinh dạy cái gì. Rồi bây giờ mình học 10 mà mình biết mình làm được có 3, 7 kia mình còn đó, thì cũng còn hơn. Ít ra mình cũng đã biết cái điều đó và mình sẽ cố gắng. Cho quý vị thọ giới cũng vậy, có những cái giới mình làm chưa được, nhưng mà mình biết cái giới đó là cái mình bị kẹt rồi luôn luôn mình để tâm niệm mình vào cái đó, mình cố gắng mình vượt. Ngày hôm qua có một cô Phật tử gọi: thầy khỏe không? Rồi Pháp Hòa bữa nay: cô khỏe không, đi làm mệt quá thầy ơi. Mà cô nói vừa xong, cô nói sao? Thôi mà ráng. Tại trong việc, trong chỗ làm á, quá nhiều áp lực, công việc quá nhiều và quá nhiều áp lực. Nhưng mà nhờ mình nói là mình ráng, là bởi vì Pháp Hòa chỉ cho cô và nói tại sao có những lúc công việc bình lặng cô không rên, phải không? Mà bây giờ hãng á, nó thiếu người, hay là nó bị thiếu cái tài chánh cho nó dồn lại, cắt bớt người rồi dồn lại việc, thì thôi bây giờ cuộc sống mà có những lúc người ta khả năng người ta nhiều thì người ta mướn đông thì chia việc nhau làm. Rồi bây giờ hãng này bây giờ nó bớt người thì nó dồn lại việc cho mình, nhưng mà trong 100 người bị rớt mà mình còn lọt lại thì mình cũng có phước hơn người ta rồi. Bây giờ muốn là không có việc hay là có việc, mà có việc thì phải chịu cực. Bây giờ thôi đừng có nói chi hãng xưởng chi cho nhiều, quý vị cứ nhìn cái chùa mình thôi là mình cũng thấy rồi. Một người mà làm việc của 10, mà 10 người thì làm việc của 100. Nếu mà cái công việc mình ở đây ít nhất phải 20-30 người, thì mỗi người chừng một ngày 1-2 tiếng làm việc. Còn ở đây từ trên xuống dưới, từ thầy trụ trì cho đến một chú tiểu, không người nào không có việc để mà làm. Tại vì việc gì mà cũng phải có mình vô, chứ còn không thì ai làm. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ nè, ngày thường từ thứ hai tới thứ sáu ai lên đây xúc tuyết. Rồi bây giờ tuyết nó rơi, không lẽ trong chùa ngó nhau, nó ở ngoài nó tuyết quá ha. Rồi cái ông kia nó: ồ vậy hả. Rồi khi dẫn nhau đi thiền hành thì tự động mình thôi. Bây giờ mình sống trong chùa, mình thấy là cái chuyện tuyết rơi ngoài sân là phải đi xúc, là bổn phận của những người trong chùa. Bởi vì không xúc mà ai mà té thì mình phải đền, mà người ta thưa là mình phải chịu, không có cần ai té nữa. CT nó lái xe nó đi ngang thôi mà nó thấy tuyết rơi mà chưa xúc lại gửi giấy về rồi. Kỳ hạn mình trong vòng 48 tiếng là phải xúc tuyết, nếu không là họ cho người xuống xúc á, là mình phải chịu cái tiền đó. Thấy chưa? Rồi bây giờ con nít nó đi ngang cái chùa mà nó cầm một cái bình sơn nó vẽ bậy lên cái tường, CT đi ngang thấy vậy gửi giấy về cho mình trong vòng 1 tháng phải sơn lại cái chỗ đó. Nếu mình không sơn thì sẽ bị phạt đó. Rồi bây giờ quý vị thấy bất cứ một cái việc gì nó cũng có cái luật của nó. Mình đăng ký cái điện thoại xài 5 năm, mới 3 năm không muốn xài nữa, cắt. Đâu phải cắt thôi đâu, phải trả 2 năm tiền phạt. Mình ký hợp đồng 5 năm mà, giờ mình xài có 3 năm thì mình phải bị phạt. Mà mình bất chấp, mình không phải không trả tiền, phải không? Nó đưa tên của mình qua cái công ty mà chuyên môn đòi nợ. Cái nào cũng phải trả hết. Cái nào cũng phải trả hết. Cho nên không có phải đơn giản đâu. Cho nên cái người mà họ nói mình, tức là trong lòng họ không có thoải mái. Cái người thoải mái là sẽ nói lời thoải mái. Quý vị hôm nào mà thấy cái người mà vui vẻ coi, trời ơi, vô sinh gì cũng đưa hết trơn. Muốn ớt đưa ớt, muốn chanh đưa chanh, muốn gừng đưa gừng. Mà bữa nào mà họ không khỏe coi, họ không vui coi, họ phán cho một câu: ăn gì ăn nhiều vậy. Thế là thôi mình quê rồi đó. Đòi gì mà đòi hoài vậy. Thí dụ vậy. Rồi thậm chí người ta phán cho một câu: nhiều chuyện quá, ăn nhiều mà hỏi hoài. Thì tự nhiên mình khó chịu. Mình cũng vậy thôi. Hôm nào ở nhà mình mà thoải mái, con cái nó muốn ăn cái gì mình cũng nấu hết. Chồng con muốn ăn cái gì mình cũng làm hết. Mà bữa nào mình không thoải mái trong bụng coi, nó đòi ăn, muốn ăn ra đường ăn. Mà bữa nào cũng đi thiệt, cái nó thôi về đây tôi nấu cho. Lúc đó hết rồi, trễ rồi. Thấy có người mắng nhiếc trở lại sanh tâm thương xót. Lúc thấy người lấy trộm của lặng thinh không khua động. Quý vị nhớ câu này để mai mốt có ăn cắp gì nhớ nằm ngồi yên.
Thưa đại chúng, đến cái đoạn này Ngài Thái Hư Đại Sư Ngài có giải thích cái chỗ này. Ngài mới nói rằng thấy người mà ăn cắp mà mình không có khu động á, thì mình để cho họ có dịp rồi mình giáo hóa họ. Thì theo Pháp Hòa thì mình đọc cái đoạn kinh này, mà nếu mình thấy câu này nó không có phù hợp thì mình cũng có thể mình lướt qua, vì mình thấy rằng có những cái việc mà mình không thể không nói, nhưng mà mình lựa lúc nói. Ở đây không khu động nó có hai ý. Một á, là mình đừng có tùy hỷ theo. Wow. Hoặc là mình lại mình câu cổ mình nói nè tôi thấy rồi nghe. Nếu mà du tốt hơn hết là du chia phân nửa. Thì việc này là yên. Ví dụ vậy. Khua động đây có nghĩa là tâm mình bị động theo cái đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cái này mình có thể nó bị xảy ra. Ví dụ như là mình thấy người ta ăn cắp, cái cách người đó ăn cắp và cái chỗ đó ăn cắp, giờ đó ăn cắp, cái nói chung là mọi cái phương tiện lấy cái chỗ giờ lúc đó đây, mình thấy mình để cho họ lấy. Để làm chi biết không? Lần sau mình cũng trở lại chỗ đó đúng giờ đó, ngày đó, tức là mình thấy cái cảnh duyên của họ ăn cắp mà mình cũng khởi tâm với họ, rồi mình cũng lợi dụng cái trường hợp đó để mình ăn cắp. Và đồng thời nếu như lỡ có bị gì đó thì không phải mình không, rồi mình cũng chỉ cho rồi lo để mà đọc có đồng minh. Là cái khu động là cái chỗ tâm mình cũng muốn ăn cắp như vậy, hay là mình muốn chia chác như vậy. Hoặc là cái người đó họ là một cái người, thí dụ như họ là con của một cái người rất là tốt, nhưng mà cái đứa nhỏ này hôm nay sao nó kỳ quá, nó lại có cái thái độ như vậy, thì mình không thể la làng ngay lúc đó được. Thì mình xong cái việc đó đi rồi mình nói với nó, mình nói hôm trước cô thấy con làm cái việc đó mà tại vì cô không có thể nào la lên, và làm như vậy là ba mẹ con sẽ mất mặt. Giờ bây giờ cô nói cho con biết là con làm cái điều đó sai và mong rằng con đừng làm nữa. Tức là việc làm của con cô biết. Tức là cái chủ khu động ở đây nó có nhiều cái ý, và có những cái trường hợp là cái người ăn cắp không phải là người bình thường, họ có thể là họ con của một cái người mình quen biết. Hay là ví dụ thôi, giờ họ dẫn con họ tới chùa rồi nó đi ngang cái gì đó, cái tủ phát hành hay cái gì đó, hay là ai bán cái gì đó để tiền đâu đó, nó lấy mình thấy. Hoặc là người ta để giỏ, người ta để sách đâu đó, nó mở cái sách đó lấy, thì mình có thể mình thấy nó là mình la nó liền, nó bỏ lại. Nhưng mình nói là mình hứa là mình sẽ không có la cái việc này lên, nhưng mà phải răn dạy nó để nó đừng làm nữa. Cái ý ở chỗ này là như vậy đó. Chứ không phải là mình, thí dụ như giờ người ta vô, mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi thiền cái có thằng ông đó, ông vô đây ông cầm cái sắt hay cái gì đó, ông nại cái tủ, cái mình nói không, Bồ Tát có dạy, trong kinh có dạy rồi, thấy người ăn cắp đừng có khua động. Mình ngồi thiền mình im lặng vậy, mình nói tại trong kinh dạy vậy đó, phải không? Không phải vậy. Trong khua động đây có nghĩa là nhiều khi mình tùy hỷ tùy thuận, hoặc là mình phải có một cái cách nào đó mà không có làm lớn chuyện mà để cho người đó họ phải mất đi cái danh dự của họ. Bị người đến đánh đập phát khởi bi tâm, cái chỗ này cũng phải cẩn thận để không thôi hiểu lầm ý kinh nha. Nói vậy cái không lẽ mình ngồi trời tôi thương cái người đánh tôi quá, đánh nữa đi, mình ngồi im cho họ đánh, không phải vậy. Họ đánh mình phải chạy, mình phải né chứ. Nhưng mà trong tâm mình có thể làm được một việc là không khởi ghét họ, không có khởi ghét họ, mặc dù họ có hành hung với mình nhưng biết là có lý do. Mình không thể cản tâm của họ là đừng ghét mình. Mình không thể nào mà cản trở cái hung dữ của họ, cái giận tức của họ đừng đánh mình, không thể. Nhưng mình có thể làm được một việc là kèm cái tâm mình, chuyển cái tâm mình. Cái này mình làm được.
Thí dụ người ta giận mình quá, người ta chửi bậy với mình, làm sao mình nói chị ơi tôi năn nỉ chị đừng chửi tôi, không được. Mình không giữ cái tâm đó được. Nhưng có một cái mình làm được là tự thân của mình, tự thân của mình, mình đừng có khởi tâm ghét họ. Bởi vì phải có nguyên do, chứ không phải khi không mà họ đánh mình. Phải có nguyên do. Vừa rồi trong khóa tu á, có cái cô đó cũng bị bệnh tâm thần mà không ai biết hết. Trời ơi, cô vô phòng mà ngày nào cũng chửi những người trong phòng. Rồi thậm chí cổ có những cái thái độ, những lời nói mà giữa công chúng ai cũng ngạc nhiên với cổ. Và nghĩ cô này chắc là cổ ai xung quanh cô làm gì. Tới hồi kể mà nghe, Phật nói không, cái cô đó cổ bệnh. Thì người mọi người ồ thì ra hèn chi, trời thấy trong phòng người nào cũng chửi hết. Thành thử Pháp Hòa mới nói với bốn người ở trong phòng á, cái phòng đó, nó có bốn cái giường, nghĩa là tứ đại thiên vương. Mà bây giờ một thiên vương bệnh thì ba thiên vương kia phải đỡ. Bây giờ Pháp Hòa mới nói bây giờ các vị không sống chung với nhau, giờ đẩy qua phòng khác, không lẽ bây giờ một phòng bị chửi, đẩy qua phòng thứ hai thì sẽ bốn thêm ba nữa, rồi hết tôi chịu nổi. Rốt cuộc nguyên làng ai cũng bị chửi hết, mỗi người bị một lần. Thì thôi bây giờ một phòng, phòng nào cũng phòng thôi chứ. Giống như cái người bệnh đó, ta biệt lập vô phòng nào bệnh thôi. Chị anh đừng có hiểu lầm cái chỗ đó. Thấy người đánh cái ngồi im đó, trời tôi khởi thương, thương quá là đánh tôi chạy, nhưng mà không ghét. Còn có nhiều khi chúng sanh bình thường thì người ta chạy, nhưng mà tôi nói mày có chừng tao cái mày. Mày có chừng tao cái mày đó. Vừa rồi Pháp Hòa đi Trung Quốc đó, tấp vô cái chỗ đó để đi vệ sinh đó. Vừa tấp tới thôi thì có một chiếc xe bus đậu sát bên xe mình luôn. Thì cái ông mà ông giữ bãi đậu xe, ông ra ông nói gì ông biết. Thế thì cái ông tài xế ông trả lời sao đó, mà cái ông giữ an ninh cái bãi đậu xe đó, ông giới lên, ông tán ông tài xế xe bus một bạc tài. Ông tài xế xe bus giận quá. Rồi mấy cái người ngồi chung xe đó, thanh niên không mà, nó thấy tài xế của mình bị ăn hiếp, nó hè xuống nó đánh cái ông giữ bãi đậu xe. Thì bởi một ông mà năm người mà đánh một ông thì nó bực quá, nó chạy vô trong cái shopping đó, mà cái bãi đậu xe là nguyên cái dãy shopping đó là tiệm thịt không à, cho nên tiệm nào cũng có một cây dao. Thế là năm chàng cầm năm cái dao chặt thịt rước cái ông tài xế xe bus. Hồi nãy là năm người trên xe cổng ông tài xế đánh một cái ông mà an ninh đó, rốt cuộc bây giờ 6-7 người của cái tiệm thịt nó ra nó rước tài xế như lại. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa thấy vậy mà mới nói thôi thôi bây giờ hết ai mắc đi washroom rồi thôi lên xe lại. Thấy là tự sợ quá. thì bắt đầu họ chạy với nhau, cái là cái anh mà anh thua đó, anh chỉ mày nhớ mặt tao nghe, mày nhớ mặt tao nghe, lần sau mày tới đây biết tao. Thường thường cái người tức quá, mày nhớ mặt tao nghe, mai mốt mày đi đâu mày gặp tao mày phải tránh nghe, thôi là mày mềm xương nghe. Vân vân. Thật sự ở đây là mình không phải như vậy, là mình đi nhưng mà mình không khỏi tâm ghét họ. Xem các chúng sanh cũng như cha mẹ. Nếu mình có cái tâm mà cung kính, cái đây là ý muốn nói cái tâm cung kính, thấy mọi người như cha mẹ, bà con quyến thuộc của mình, thà mất thân mạng nên không nên nói hư dối. Tại sao? Tại sao? Vì biết được quả báo vậy. Thà mất thân mạng mà không khởi tâm hư dối. Có nhiều người, người ta không thể làm cái gì khác hơn được, tại vì cái đó là một cái sự thật. Cho nên mình không có khởi cái tâm hư dối từ cái cách sống cũng như là cái cách lời nói của mình, vì biết được quả báo. Đối với các phiền não nên sanh tưởng oán ghét. Mình phải sợ phiền não. Ở trong pháp lành khởi tưởng thân thích. Nếu cái người mà đang sống bằng cái tâm niệm lành đó, mà không khởi cái tâm thích lành đó, thì từ từ sẽ nản. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ ở thời gian gần đây á, cái bây giờ mình hình như mình không thích đi chơi với bạn bè, không có thích
bạc ti bạc tiết rồi nó hết. Mà bây giờ mình thích đi chùa, mỗi tối mình tụng kinh, mỗi tuần mình đi nghe pháp rồi vậy đó. Bây giờ mình thấy thoải mái quá, mình không có phải bị suy nghĩ là phải mua quà cáp rồi uống rượu say rồi, không có phiền não gì nữa bằng những cái việc đó. Thì nếu mình ở trong cái pháp lành này mà khởi tâm thích thì mình sống lâu được với nó. Còn thời gian mình nói sợ ơi sao cũng chán quá, tuần nào đi chùa cũng tụng nhiêu kinh, nghe tới nghe lui cũng nhiêu bài giảng, làm nhiêu cũng có đầu. Bắt đầu mình thấy cái tâm lờn, sanh lờn là bắt đầu nó sanh rồi đó. Thì cái gì nó sanh? Cái lười biếng phát nó sanh, nó lui mình, nguy hiểm. Chờ ở trong pháp lành phải khởi tâm thích. Ví dụ như đại chúng mà tụng kinh đó, mà phải khởi cái tâm thích tụng kinh thì tụng kinh không có chán. Còn nếu mình tụng kinh mà mình thấy mệt mỏi, tụng mà hao hơi, rồi mình nghĩ là tụng để làm gì, Phật có biểu mình tụng ở đâu, mình bị những cái cách đó nó đi vào trong đầu mình đó, là một thời gian là mình bỏ. Mà mình đâu có biết rằng tụng kinh là một pháp môn giúp cho mình thanh lọc một cách rất là tốt. Bây giờ thử mình ngồi thiền một giờ đồng hồ mình tĩnh tâm được bao lâu. Ở đây không phải là tụng kinh là thù thắng nhất, nhưng mà nó là một trong những cách giúp cho cái tâm mình tịnh trong khi mà nó loạn. Hay là mình lễ Phật, lễ Phật cũng được. Nếu đối với hoàn cảnh sanh lòng tham đắm, liền quán sát tội lỗi của tham lam. Có những cái hoàn cảnh, có những cái hoàn cảnh nó làm cho mình đắm nhiễm. Vừa rồi Pháp Hòa đọc một bài kinh hay lắm. Pháp Hòa có nói cái bài đó ở bên Mỹ. Đức Phật dạy cho mình cái cách, 5 cái cách, 6 cách mình quán từng cái đối tượng. Ở đây là một trong những cách đó nè, trong cái bài kinh đó đó. Hãy thấy cái đối tượng, hãy thấy cái đối tượng đó là nó xấu, rồi phải duy trì cái đó. Bây giờ mình nói ví dụ như là một cái ví dụ như là mình khởi cái tâm ăn cắp, mình thấy cái đó thích mình ăn cắp. Bởi vì người ta để ở đó và người ta không nghĩ là sẽ ai lấy, nhưng mà không ngờ mình đi thấy mình thích quá cái mình lấy. Lấy một cách rất là nhiều, thậm chí mình lấy xong rồi mình khuyến khích mọi người tới lấy. Mình không biết là mình sẽ xài bao nhiêu. Lấy quá chừng quá đó. Chẳng hạn như ở đây thỉnh thoảng có những cái chỗ người ta cho cát, cho free. Cho cát để làm gì? Để đem về mình rải đường để đừng có bị trơn. Đây là city cho. Thay vì mình phải đi ra tiệm mình mua một bao 5-7 đồng. Rồi city á, sau một cái mùa tuyết á, thì xe của city họ đi hốt mấy cái cát ở bên đường á, nhiều lắm. Họ đổ một cái bãi, recycle trở lại, tức là cho mình đem về mình xài. Thí dụ chùa mình mỗi năm mình phải mua cả chục bao cát mình rải đi. Rồi tới cuối cái mùa đông thì cát nó nằm đâu ngoài đường á, thì city phải đi hốt mấy cát nó về cho free. Mình không có lượng cái sức mình lấy, mình free mà. Trời ơi, đem về cả nửa nhà luôn, xài bao nhiêu hết. Thì cứ mỗi lần mình đi lấy như vậy á, thì mình phải thấy được đây là cái tánh xấu. Mặc dù nó là free, và mình phải tự thấy rằng đâu có xài bao nhiêu đâu, mình phải chừa cho người khác chứ lấy chi dữ vậy. Thì khi mình nói thôi thôi chị ơi đừng có lấy nữa, anh ơi đừng có lấy nữa, mình đủ rồi, thì cái người khác họ xen vô, họ nói cái bà này người ta chùa mà sao không đi lấy, bà không lấy người khác cũng lấy à. À cũng có lý ha. Kể là tiếp tục trên Đức Phật dạy hai cái tâm. Cái tâm đầu là phải thấy cái xấu của nó, rồi xong rồi á là phải duy trì cái đó, đừng để những cái lời giải thích khác nó xen vô, nó làm hư của mình. Thí dụ mình than với một người bạn, nói trời ơi cái bà đó, cái ông nó mỗi lần tôi đi lên nó, tôi gặp nó là nó móc tôi à. Mà tôi ráng tôi nghe lời nhẫn nại dữ lắm, tôi duy trì được năm rồi. Trời ơi sao bà không nói tôi nghe sớm, tôi mà biết bà nhịn cả năm vậy tôi xúi bà đập nó một trận rồi chửi nó một lần. Vậy ví dụ vậy, mình không có duy trì cái nhẫn đó. Tức là Phật dạy trường hợp là quán cái lành.
Nếu mình thấy cái điều đó lành, phải quán nó lành, và đừng phải duy trì cái niệm lành đó, đừng để cái khác nó xen vào. Có nhiều khi mình giúp cho người đó, cái mình người khác người ta nói đó, thấy không? À, giúp cho nhiều rồi được cái gì? À, nhiều người người ta nói à, làm cực khổ không xài đi, à, bố thí làm chi, cho làm chi đó, mình cho vậy đó, mấy người này mình giúp cho họ, mình làm cho họ lười biếng thêm. Họ nói rất là nhiều những cái lời mình khó nghe, thì người mình sẽ thấy rằng nếu mà ai cũng bị cái này thì việc lành cũng không thể làm được, mà rồi bị ngược lại thì điều ác gì cũng có thể làm. Thưa đại chúng, khi mình làm lành nó chưa chắc người ta ủng hộ à. Có nhiều khi mình làm lành mình ta soi mói mình, người ta nói những cái điều khó nghe, cái mình thấy mình mắc cỡ, mình ngại ngùng, cái mình dừng làm là người ta thỏa mãn. Rồi bây giờ cái điều xấu mình muốn dừng thì người ta không cho, ta nói phải làm. Cho nên cái bài kinh nó rất là hay, Đức Phật dạy cái đoạn kinh đó, mai mốt quý vị nghe lại cái chỗ đó. Nếu đối với hoàn cảnh sanh lòng tham đắm, liền quán sát tội lỗi của tham lam. Tham cái nhỏ mà không bỏ thì từ từ nó tham cái lớn. Cho nên Pháp Hòa lấy, Pháp Hòa hay nói ở nhà mình đó nha, đừng có để tiền bạc lung tung, nhất là nhà có con nít. Rồi mình cứ ý ôi con nít mà biết cái gì, nhưng mà mình đâu có biết. Phải không? Từ những cái tham nhỏ đó, lúc đầu nó mới 2 tuổi, 3 tuổi nó chưa biết tiền, nhưng mà 4, 5 tuổi bắt đầu nó biết tiền, bắt đầu lấy, nó lấy chưa xài nhưng mà cần. Rồi từ 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 mới đầu mất 2 đồng, mất 3 đồng, rồi nó thấy chỗ có 2 đồng sướng quá, đi mua kẹo, mua bánh, đồ ăn. Cái mình mất tới 10 đồng, mình mất tới 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, từ một cái tham nhỏ. Quý vị thấy không, người lớn đây nè, mới đầu tụ họp vô đánh bài, đánh cờ, chơi, ăn 5 sen, 10 sen thôi. Từ cái 5 sen, 10 sen đó mà ra bạc ngàn. Rồi có nhiều người buồn quá, vợ chồng già không có gì làm, kéo nhau vô trong casino chơi, hứa với nhau nghe, tôi 100, bạn 100, mà hết 100 về nghe. Nhưng mà hết 100 mà cho sao mau quá không? 100 sao mau quá không? Cúng chùa 10 đồng thôi, trời thấy nó bự, thiệt là bự vậy mà thua 100 đồng thấy mau quá. Thì từ 100 đó bắt đầu gỡ. À, mình gỡ. Không lẽ tôi xui dữ vậy sao? Tôi nhớ đầu năm tôi coi Tử Vi mà Tử Vi nói cũng khá lắm mà. Mất con trăm thì đem trăm nữa ra. Nhưng mà đa số, cho nên thường thường người ta, cái người mà người ta hay, người ta nói, cái người làm ở casino người ta nói là sao? Những người vô casino mà chơi đó, họ không có thua cho casino đâu, họ thua cho cái tâm tham của họ. Cái người làm trong casino họ nói vậy đó, họ nói là họ không phải họ thua cho casino rồi, họ thua cho cái tâm tham của họ. Thí dụ họ đem trăm họ vô ăn ngàn thì thôi đi ra đi, thì đâu có chuyện. Đa số trời bữa nay số đỏ, đánh tiếp. Mà khi mà ăn 1.000 mà không đi á, đánh tiếp để mà nghĩ rằng mình đang hên đó, là một lát mất 1.000 đó, rồi cái bắt đầu nghĩ tiếp, thôi bây giờ chơi vốn này lấy 100 tiền vốn rồi đi về. Nhưng mà không bao giờ có cơ hội lấy cái vốn đó. Cho nên ở đây Phật dạy đó, hãy quán cái tội lỗi của tham lam. Cái tội lỗi đây không có tội lỗi với trời đất Phật tiên gì hết, mà mình có lỗi với cái chính mình. Sao ngày xưa mình không có tâm này mà bây giờ lại có? Cho nên đừng có bao giờ mà mình tập cho mình một cái gì mà nó ở đây, ví dụ Pháp Hòa ví dụ thôi, mình bắt Trúc Hiền đó, là không bao giờ bác cho, mặc dù bác đau nhất nhưng mà không bao giờ cho ai mà tới massage hết á. Vì bác nói tôi đau nhất tôi làm rồi nữa, về nhà rồi tôi mỏi ai làm cho tôi. Thà là tôi không làm để tôi tập, tôi không có cái thói quen đó. Rồi có nhiều vị bệnh là hở chút là cạo gió, hở chút là cạo gió, rồi mai mốt bệnh không ai cạo gió thì khổ vô cùng. Mà ở đây mà bây giờ mày đi cạo gió đó 40 đồng một lần đó nha. Mấy cái chỗ mà chuyên môn đi cạo gió mướn á, mình bệnh không có người cạo gió mà tới đó mướn họ cạo là 40 đồng một lần cạo gió đó. Bữa nào mình mở dịch vụ cạo gió đi. Cạo gió dắt hơi.
Tất cả phiền não cũng như thế. Ở đây đưa một đối tượng, đưa một cái đối tượng là tham, rồi quán sát tội lỗi của tham. Rồi giờ trong kinh nói thêm một câu là hãy lấy tất cả phiền não quán y vậy. Tham cũng vậy, sân cũng vậy, si cũng vậy, nghi ngờ cũng vậy, đủ thứ. Hãy lấy mỗi cái đó đem ra mình quán chiếu. Ví dụ cái nghi, nghi mà mình không thấy được cái lỗi lầm của nghi á, là càng ngày nghi mình càng lớn. Ai mình cũng nghi được hết. Mà nhiều khi trong cuộc đời mình mất niềm tin với một người rồi là từ đó về sau không còn niềm tin được với ai hết. Nguy hiểm quá. Và lúc nào mình cũng xác định cái nghi mình là đúng. Có nhiều người nói tôi có cảm giác hay lắm, cái gì tôi cảm giác là đúng. Nhưng mà thưa thầy bói mà nói 10 lần còn trật lần, mà huống chi mình chỉ là cảm giác thôi. Cái đó là do cái tưởng mà. Nếu mình hên lắm rồi mình cảm giác đúng, nhưng mà đâu có nghĩa là lúc nào nó cũng đúng. Mặc dù ở chung với kẻ ác, không vì thế mà khởi tưởng thân thiện. Lỡ mà gần cái người xấu á, thì đừng có khởi cái tâm là mình phải học hỏi được cái điều gì ở nơi đó. Dù ở xa người lành, quyết chí không khởi tưởng xa lìa. Có nhiều khi mình gặp một cái người tốt mà mình không được gần họ, nhưng đừng bao giờ rời khỏi cái tâm niệm quán tưởng về cái lành của họ để mình học hỏi. Cũng giống như bây giờ mình gặp một vị thầy, một vị hòa thượng nào đó mà mình có cái cảm mến, mình học hỏi từ nơi được vị đó. Mà bây giờ mình không ở gần cái vị đó, dù ở xa vị đó, nhưng đừng bao giờ dứt cái sự nghĩ tưởng về người đó. Vì mình dứt cái nghĩ tưởng về người đó thì mình không học được cái hạnh lành của họ. Có một cái người đó họ nói thầy ơi, sao mà thỉnh thoảng con ngồi thiền á, ấy con không nhớ Phật, con không nhớ kinh mà con nhớ hình ảnh quý thầy. Không, con nói vậy cũng tốt, trong kinh dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, phải không? Bây giờ mình nếu mà thí dụ bây giờ một cái vị thầy nào đó mà họ có cái đức hạnh, mình nghĩ về vị đó, có nhiều khi á mình tức quá, nhưng mà mình nhớ rồi cái nụ cười từ bi của cái vị thầy đó, cái tức của mình nó hết, cái phiền não của mình nó hết. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa thích đọc mấy cái chuyện của mấy tổ lắm, thích lắm. Tại sao biết không? Tại vì mỗi lần đọc như vậy tự nhiên nó sách tấn mình ghê gớm lắm. Nói trời ơi, các tổ hồi xưa tu giỏi quá, các ngài tu mà được như vậy nè. Cái tự nhiên mình nói trong bụng mình làm sao mình học. Cho nên mấy cái cuốn mà Danh Tăng Việt Nam nè, lịch sử Phật Tổ, Pháp Hòa thích đọc mấy cuốn đó lắm. Nhất là cái cuốn Việt Nam mình đang có đó, các thầy đã soạn rồi đó, Danh Tăng Việt Nam dưới thế kỷ 20, hai tập dạy như vậy nè. Đọc tiểu sử của các vị rồi mình mới thấy là mỗi một vị có một cái hạnh tu, và cuộc đời của các ngài đã đến với đạo như thế nào, và các ngài đã tu hành như thế nào. Cực khổ hơn mình 100.000 lần, mà các ngài đã vượt được hết để thành tựu được một cái việc lớn. Còn mình bây giờ cái gì nó cũng sẵn hết, mà có thể tại sẵn quá cho nên cái gì nó cũng không có được tốt hết. Tại vì mình không có biết cái kinh nghiệm để làm sao thành tựu cái đó. Mỗi lần mà đám tang ai đó đăng mấy cái tiểu sử của các vị lên đó, không bao giờ Pháp Hòa bỏ qua. Đọc sơ về cái cuộc đời cái vị đó, để mình thấy rằng mỗi một người đến với đạo như thế nào. Và mình thấy quả thật, nếu mà người nào mà có được một cái duyên, một cái môi trường lành nuôi dưỡng tốt, mình thấy rõ ràng là mình sống chung với người nào là mình sẽ bị lây ảnh hưởng. Thí dụ mình gần người tinh tấn thôi, mình tinh tấn theo. Mình gần người giải đãi là mình giải đãi theo. Mà nếu mà người tinh tấn hay mà gần người giải đãi mà nội lực không công là bị thay gì á, mình lấy tinh tấn mình kéo ông giải đãi, cuối cùng ông giải đãi ông lôi cái tinh tấn mình. Cho nên mình nhớ, nếu mà mình được một cái người huynh đệ nào mà siêng năng tinh tấn tu, mà mình đi theo cái vị đó, mình phải mừng và mình phải trân trọng. Và mình gọi là gọi những người xung quanh đó phải làm sao nuôi dưỡng. Ví dụ như là mấy chú xin đó, nếu mà ngày nào không có việc gì đó, tụng kinh xong đó, cho chúng con lại vạn Phật. Gọi là lại, cái đó là gọi là tụng kinh phi thời đó.
Có nghĩa là không đúng cái giờ mà mình đưa cái chương trình đó. Nhưng mà được, được quyền tụng kinh phi thời, nhưng mà không sử dụng chuông mỏ thôi, và không có sử dụng cái giờ làm việc của chúng. Nhưng mà tại sao Pháp Hòa cho? Bởi vì Pháp Hòa nói, Pháp Hòa nhìn vô và thấy là hai ba chú sa di mà lên lại thì thế nào cũng có năm bảy Phật tử đi lại theo. Đó là một việc. Việc thứ hai mà bây giờ mà không cho lại á, thường thường là làm gì? Bắt đầu ngồi xuống dưới, rồi bắt đầu cười giỡn, nói chuyện năm trên năm dưới, cộng là buồn. Rốt cuộc đâu có được gì đâu, phải không? Mà trong cái đó không nói gì hết mà dùng cái giờ đó để mà lại Phật thì có điều đó tốt thôi. Điều đó tốt thôi. Cho nên á, Pháp Hòa mới kể với mấy chú, không phải kể để mà khoe, kể là mấy chú thấy rằng chú thắc mắc là tại sao thầy lại có thời giờ thầy làm. Thầy nói hồi nhỏ lúc mà thầy bằng mấy đứa đi học, chưa bao giờ mà ra khỏi chùa, từ chùa tới trường, từ trường tới chùa, mà trong đầu Pháp Hòa dứt cái sự tụng kinh. Ra khỏi nhà là nguyên một thời kinh nó có mặt. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, rồi đảnh lễ, rồi tụng kinh, giống như mình đang ở trên chánh điện mình làm thời lễ vậy đó. Tụng làm sao mà bước vô tới cửa trường là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Rồi ra khỏi trường một cái là nguyên một thời kinh dài cho tới về chùa. Chưa bao giờ Pháp Hòa dứt, bao nhiêu năm trời đi học. Mà hễ mà không thầy viện chủ chưa bao giờ biểu á, à con phải học cái này, con phải học cái này. Tự một mình biết cái bổn nghiệp của sa di là phải học cái gì. Chứ chưa bao giờ thầy đem cuốn kinh thì nói nè, phải học cái này, phải học cái kia nha. Tự mình phải làm thầy cho chính mình. Còn cái người thầy mà dẫn mình vào đạo đó chỉ là cái bước đầu khởi duyên. Ai mà làm thầy mình được nếu mình không tự làm thầy cho mình. Còn người khác, những người bên ngoài giúp cho mình, nâng đỡ mình, chỗ nào mình không hiểu ta giải đáp cho mình. Nhưng mà nếu mình không tự mình làm một người thầy của thời gian của mình thì ai là người kiềm chế, sắp xếp cái thời gian cho mình đâu. Một mình thôi đâu có được huynh đệ nào mà giúp đỡ đâu. Có ai mà vừa phải lo tụng kinh, vừa phải dọn dẹp, vừa làm đủ thứ chuyện trong chùa hết. Pháp Hòa nói để cho các, Pháp Hòa mới nói thầy thường nói với mấy đứa là thầy không có nói vấn đề giỏi và dở. Cái mà Pháp Hòa muốn nói là cái cách sống. Cái người giỏi mà không biết cách sống cũng thành dở như thường. Cái cách ứng xử, cái cách sống mới là cái quan trọng. Còn mình biết thiên kinh vạn quyển, mình biết cái gì đi nữa cũng chỉ là cái biết thôi, chứ nó chưa phải là cái sống. Cho nên mình làm sao mình ứng xử với nhau, mình sống được với nhau, cái điều đó mới quan trọng. Cái sống thường thường là đâu, thường thường là mình giận nhau là vì cái gì? Vì cái tài với nhau hay là vì cách sống với nhau? Đa số là vì cách sống, vì cách cư xử với nhau không à. Nếu mà không giận nhau vì lời nói thì thế nhau cũng giận nhau vì cái cách đối xử. Chứ ít có ai mà giận nhau vì cái chữ nghĩa người đó hơn không? Vì có biết người nào biết cái gì đâu mà giận. Đa số buồn phiền nhau, thậm chí hận thù nhau, đi đến cái chỗ mà giết chóc lẫn nhau đều do cái cách cư xử với nhau hết, phần lớn. Chứ cái cách cư xử rất là quan trọng. Người dở thì phải biết làm sao để mình nhận mình dở, chứ đừng làm ra vẻ như mình biết thì ai chỉ mình nữa. Rồi cái người giỏi thì không bao giờ khinh thường người khác. Đây chút xíu trong kinh nói nè: mặc dù ở chung với kẻ ác nhưng không khởi, vì thế khởi tâm thân thiện. Dù ở xa người lành quyết định không khởi tưởng xa lìa. Dù cúng dường cha mẹ sư trưởng song không vì thế mà tạo ác. Có nhiều người, người ta vì nuôi dưỡng cha mẹ người ta làm những việc bất hợp pháp, không nên. Thà là mình cho cha mẹ ăn cực một chút đi, nhưng mà rồi mình không có tự tạo nghiệp cho mình và cha mẹ không cộng nghiệp với mình. Đời trước cha mẹ cộng nghiệp với mình, cho nên đời này mình với cha mẹ mới lâm vào cái cảnh nghèo đói. Mà bây giờ mình lại đem đi làm cái việc bất phi pháp để mà đem tiền về nuôi dưỡng nữa thì không nên. Lúc thiếu của thấy người đến xin không khởi tâm chán ghét. Thí dụ bây giờ mình không có tiền, người ta đến xin mình, mình không có tiền mình cho phải không? Cho một lời nói được không?
Dạ xin lỗi chị, tôi cũng muốn giúp chị lắm mà tôi lúc này tôi khó khăn quá. Có làm sao đâu. Mình nói chỉ cái lời tôi còn nghèo hơn chị nữa nè, chị muốn không tôi cho chị cái nghèo chị. Mình đâu có cần phải nói gì chứ. Mình không cho người ta tiền của thì mình cho người ta một lời nói xin lỗi, tôi không, lúc này tôi không có khả năng. Ở đây là người ta phô linh, mấy cái công ty ở đây mình ở nhà có bị không? À, mấy cái chỗ mà trời cha ơi, mấy cái hội từ thiện hockey, hockey, cảnh sát gì nó gọi một tháng không biết bao nhiêu cú phone. Mà mình mà cho một lần rồi là cái địa chỉ số phone mình ảnh bán ra đó. Trời, ngày tới tối nó cứ gọi, nhiều khi nó biết mình, nó gọi ban ngày cũng được, gọi ban đêm không. Mà Pháp Hòa đâu có, mà hồi xưa mình có khả năng mình cho chỗ 20, 30 mà một tháng không biết bao nhiêu chỗ. Cho riết không còn khả năng nữa, cái thì Pháp Hòa nói xin lỗi tôi không có khả năng. Cái how about mới đầu đưa 50 nha. Mới đầu anh nói 50, how about cái anh xuống 40, how about anh xuống 30. Pháp Hòa nói I don't have how và cũng không có bao. Và tôi bao nhiều quá bây giờ tôi how. Rồi mình không có thì mình từ chối. I'm sorry I can't, tôi không thể giúp trong lúc này được. Thì họ cũng sao, cảm ơn họ cúp phone. Có nhiều người giận tức chửi trên phone. À, mấy nhất là mấy người mà đi kêu gọi bầu cử đó ngang là gọi là bị chửi dữ lắm. Lúc thiếu của người đến xin không khởi tâm chán ghét, dù người dù không gần người dù không gần với người hung ác mà trong tâm Bồ Tát thường thương mến. Dù mình không có thấy họ nhưng mình khởi tâm đối với họ. Người đem điều ác đến gieo cho ta phải dùng điều lành mà đền đáp. Người ta đối xử không có đúng với mình là tại sao? Bởi vì như vậy thì chỉ có cách đó mới giải đáp được thôi. Ví dụ bây giờ á, người ta đem cho mình cục đất, người ta biểu ăn, mình nói dạ cái này ăn không được, cái này mới ăn được nè, đưa cho ta cái bánh. Rồi tức là thì cho người ta hiểu được cái gì là bánh và cái gì là đất. Thì người ta cũng vậy. Cho nên đó, người ta mắng mình là mình đừng thôi, nãy giờ tôi không nhận gì hết, anh đem về anh ăn đi. Trời, người ta còn tức cành hông nữa. Không nên, im lặng là đủ. Cho nên đừng có kể cho người ta nghe câu chuyện đó nha. Nói Phật ngồi vậy cái người ta tới người ta chửi Phật á. Cái Phật không nói gì hết, cái ông Phật mới, ông đó mới hỏi gì, nãy giờ tôi chửi ông có nghe không? Phật nói tôi nghe chứ. Nói sao nghe mà ông trả lời? Nói tôi hỏi ông chứ bây giờ ông đem bánh cho bạn ông mà bạn ông không ăn ông làm gì? Ông nói thì không ăn là tôi đem về. Phật mới trả lời, Phật nói ồ vậy nãy giờ ông chửi tôi không có nhận, thôi ông đem về đi. Đừng kể cái câu chuyện đó. Kể như vậy giảm giá Phật quá. Trời, im lặng là đẹp quá chừng rồi, trả lời chi, nãy giờ im lặng xong giờ dện cho người ta một câu người ta tức. Máu ra cả cục. Thành thử ra Phật im lặng là đã đủ. Mà hồi nhỏ tự nhiên đọc tới cái đoạn đó, Pháp Hòa không bao giờ Pháp Hòa thích cái câu chuyện đó, cho Pháp Hòa không kể. Phật ngồi im lặng bình thường là quá đẹp rồi, mình nói chi một câu đó nữa cho người ta tức muốn chết luôn. Giống như kêu niệm Phật, ai chửi mình thì niệm Phật, kêu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Phật làm chứng cho con đó, nó chửi con đó Phật ơi. Rồi mình niệm Phật mà người ta nghe mà ta còn tức tối hơn nữa. Người ta nói bà đem Phật ra bà rủa tôi hả, bà đem Phật ra bà chửi tôi, người ta còn giận hơn nữa. Mình niệm trong lòng. Cho nên niệm Phật cũng tùy lúc niệm mà. Có lúc mà cao thanh, thí dụ giờ không ai chọc ghẹo về tới mình, A Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, mà khỏi có ai mà tới làm gì mình niệm trong bụng đi. Có lúc mình phải cao thanh, mà có lúc mình phải trì danh, mà có lúc mình quán tưởng thôi, tưởng thôi. Chứ lúc nào mình cũng giữ một âm thanh đó không được. Chứ quý vị thấy không, nhiều khi cũng là một câu chuyện, mình không có cái ý xấu gì hết, mà cái tone của mình đó, làm cho người ta hiểu lầm. Cái cách mình nói chuyện làm cho ta hiểu lầm, cái âm của mình đó, mình không có giận tức gì ai, mà cái giọng của mình làm cho người ta cảm giác là mình như đang giận. Cho nên Phật ấy, Phật có 8 cái âm thanh khi nói Pháp á. Phật có 8 âm thanh nói Pháp.
Các vị mà người ta cúng linh đó, nhiều khi ta cũng có âm điệu ta cúng để làm chi, phải không? Lúc nào bi ai, lúc nào như là lời khai thị. Phải dùng điều lành đền đáp, lúc tự thọ cảnh vui, không khinh người khác. Nhớ hồi nãy mình nói đó, lúc mình được ở trong cảnh vui đừng có coi thường người khác. Tại sao? Vì cái này là cái tâm cao ngạo. Và hơn nữa, cuộc đời này có bao giờ mình bảo đảm là mình sẽ được như thế này hoài không? Không có. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, ngày xưa Việt Nam mình rất là nghèo, mình qua đây được là giống như mình giàu có, mình giúp đỡ. Nhưng mà có thể bây giờ Việt Nam giúp lại mình. Tại vì bây giờ có những người ở bên Việt Nam, người ta rất là thành công, công ăn việc làm người ta rất là thành công, và thậm chí tiền của người ta nhiều hơn mình ở đây nữa. Ở đây á, quý vị chỉ thấy có cái nhà, có cái tủ lạnh, có chiếc xe hơi, đó là bình thường của cuộc sống ở đây. Nhưng mà không có ai mà trong nhà băng có dư tiền hàng trăm ngàn đâu. Giỏi lắm là 5-7 ngàn để xoay sở những cái lúc mà cần thiết thôi. Còn người nào mà khá lắm, mà dành dụm lắm, mà dư được 15-20 ngàn, vài chục ngàn, chứ hiếm ai mà có tiền nhiều. Bởi vì đi làm ra là bao nhiêu là chi phí hết rồi, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm đủ thứ hết rồi, phải không? Thành thử ra đừng có khinh ai hết. Tại vì cuộc đời này lên xuống không có bảo đảm được. Thậm chí một thấy cái người đó giàu có như vậy đó, vậy mà ngày hôm sau lên nghe họ tuyên bố họ phá sản rồi, làm sao mình biết được? Rồi có nhiều người á không có tiền nhưng mà lúc nào nhìn họ sang trọng lắm, tại vì họ biết đi mượn. Hồi nhỏ mà nhớ cái cảnh đó mà, không bao giờ để cho con cái thiếu ăn thiếu mặc với chúng bạn với hàng xóm, nhưng mà thật sự là đi mượn. Pháp Hòa cũng cho mượn kiểu đó. Hồi đó người ta gửi 30 đi cúng chùa, thấy cái bác hàng xóm tội nghiệp quá, chiều nào cũng đi mượn tiền bán bánh canh. Rồi ngày hôm sau tím cái tiền đó được trả lại cho người này thì để đi mượn người khác, coi như là tiếng Việt mình gọi là cái gì, mượn đầu heo nấu cháo, là cứ đắp đổi vậy. Bữa nọ bà thấy mà có 30 bà cũng mượn luôn. Mà mình nói trước, mình nói cái tiền này người ta gửi nghe, ngày mai sáng bác phải đưa lại cho con để con đem đi á. Trời ơi, bà bán được là bà trả liền. Trời ơi, sáng ra bà không trả. Mà ở Việt Nam mà người ta mới mở tiệm mà ra mà đứng sàn ràng. Trả giá là 1 này ha, không mua là 2 này ha, mà đòi nợ là 3 là chết. Họ chửi cho tắt bếp luôn. Đứng hoài tới trưa họ không đưa tiền. Mình cứ sàn ràng bả lơ mình. Quăng cục lơ. Giờ tôi Pháp Hòa nhỏ cũng có nhiều cái chuyện vui vậy đó. Đi mượn nợ cũng có, mà cho người ta mượn cũng có. Đi mượn nợ là sao? Đi tụng đám tang, thấy gia đình nào nghèo quá cái mượn tiền cúng, mượn tiền cho. Rồi cái nhóm Phật tử mà người 5-10 đồng, mình nhỏ quá đâu có tiền đâu. Bác cho con mượn 10 đồng con hùng đi, rồi ngày mai con trả. Toàn trả nợ bằng tiền ăn sáng không. Sáng nào cũng được tiền ăn sáng. Đi mua chuông, mua mỏ, đi làm phước, toàn là để dành tiền, còn không là mượn trước. Mà cái thời đó mà mượn 5-10 đồng là đã nhiều lắm. Mà con nít mà mượn tiền ai cho, phải không? Người ta tin mình lắm ta mới cho mượn 10 đồng bạc. Tại vì dù sao đi nữa cũng có thế lực ở trong trong cái nhóm Phật tử đi tụng kinh chung với nhau đó. Tại vì nhiều lúc đi đám á, mình mới có 7 tuổi à, mà lúc nào mà không có mấy ông lớn là đẩy mình ra làm chủ lễ. Mà cái miệng mình lúc đó nó to hơn cái microphone mà. Mà lúc đó là kinh kệ rồi mình thuộc rồi, đi mà đứng là đứng đầu gối người ta thôi. Mấy chục Phật tử người ta đứng mà sao ta nghe cái tiếng đó vang 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 mà không thấy người. Tại vì mình đứng còn nhỏ lắm. Không, rồi dọn dẹp cái tủ mới thấy lại cái áo mặc từ 7 tuổi mà tới 12 tuổi mà cũng mặc được hoài. Bởi vì sao biết không? Đứa con không bao giờ lớn. Chứ không phải là người tình không bao giờ cưới nha. Đứa con không bao giờ lớn. 12 tuổi qua tới Canada rồi mà có 48 pound.
Đi Phá Hoài nhớ rất là rõ, đi lên bác sĩ Tâm lên bác sĩ Tâm cần bước xuống cần ổng phán cho một câu, nói ủa sao con chị có 48 thao. Cũng đỡ hơn trung niệm bây giờ rồi. Thấy người chịu khổ không lúc thọ cảnh vui không khinh người khác, mà ngược lại thấy người chịu khổ không khởi vui mừng. Dù là cái người đó mình ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ họ khổ cũng đừng có khởi tâm vui. Tại vì cái đó là mình khởi, mình nuôi dưỡng cái tâm xấu của mình. Thân nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp phải thanh tịnh. Giữ bốn oai nghi. Bốn oai nghi là gì? Đi đứng nằm ngồi. Đi thì đi như cái gì? Đi như con gì? Đi như con phụng. Ngồi như cái gì? Ngồi như cái chuông. Mà đứng thì đứng như cây tùng. Mà nằm thì nằm như cây cung. Mình hay nói đó, hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngoại như cung. Đó là đi đứng ngồi nằm. Người tu mà mình đi cái tướng bài hái tay chân vơ 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 vậy đó, trời ơi giống ghê vậy đó. Đi phải chỉnh cái tôi cái tướng lại. Dù mình có một cái tật đó đi nữa, có cái thói quen đi như vậy nữa, cũng phải tự chỉnh cái tướng mình lại. Như vậy mình mới thể hiện được cái oai nghi của người tu chứ. Đắp y cũng như bình thường, mà bình thường cũng như đắp y thì chết rồi. Cái tướng đi, tướng đứng. Ví dụ người tu không có ngồi chằng hãng, ngồi trên ghế bẹt hai chân. Nếu mà có cái ghế dựa mà ngồi dựa ra mà bẹt ra là càng xấu dữ nữa. Người tu không bao giờ có cách ngồi đó. Ví dụ mà mình có cái ghế dựa đó, dựa ra rồi mình bèn hai cái chân mình ra, người tu không có. Và người tu là không vừa đi vừa nhảy. Thí dụ những cái tướng như vậy mình phải chỉnh. Giữ bốn cái oai nghi, cũng đem pháp ấy dùng để giáo hóa chúng sanh. Nếu mình mà có bốn cái oai nghi thì tự nhiên người ta sẽ nhìn vào cái oai nghi đó, người ta học. Khẩu nghiệp thanh tịnh, đọc tụng 12 bộ kinh. Quý vị nhớ 12 bộ kinh này ha. Cũng dùng pháp kia để giáo hóa chúng sanh. Tức là mình nói thân rồi, nói khẩu rồi, mình nói ý nè. Ý nghiệp thanh tịnh, tu bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Cũng dùng pháp ấy giáo hóa chúng sanh. Giả sử thân thọ khổ mà người khác được vui, cũng đành lòng thực hành. Thân chịu cực mà người khác được vui cũng nên. Thí dụ như giờ mình chịu cực, mình nấu thức ăn cho đại chúng, mà đại chúng người ta bận, người ta tu học, người ta làm gì đó. Vì chúng sanh cũng nên học hỏi những việc đã học đối với người đời hiểu biết hơn hết. Dù được thông suốt, tâm không kiêu ngạo. Dù mình có thông suốt mọi việc, tâm cũng không kiêu ngạo. Đem điều của mình đã biết siêng năng dùng để dạy dỗ người. Muốn cho việc truyền nói trên đời không tiêu diệt. Cái này là cái tâm của mình đó. Cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy chú đó. Pháp Hòa hay nói với mấy chú vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa biết cái gì là Pháp Hòa chỉ lại cho mấy chú hết. Vì mình không muốn cái sự đoạn mất. Và Pháp Hòa cũng hay thưa với đại chúng vậy đó. Quý vị ráng đi, ở nhà mình thực hiện được cái gì mà con cái mình nó học được. Tại vì bây giờ quý vị nhìn nè, cha mẹ mình qua đây một lớp trước, tức là mà hàng ông bà đi hết rồi. Bây giờ tới lớp quý vị nè, rồi lớp Pháp Hòa nè, lớp nhỏ hơn nè. Mà lớp Pháp Hòa là coi như là bắt đầu là lợt rồi đó. Bây giờ là nước trà thứ ba rồi đó.
trà mà trà ngon là chừng hai nước, ba nước đầu thôi, tới cái nước thứ tư là Bà La Môn lật rồi. Thì quý vị thấy bây giờ mình kiểm lại trong gia đình mình coi, một chục gia đình đó, có con nhỏ đó, bao nhiêu đứa mà nó thật sự nó quan tâm đến truyền thống của người Việt, rồi đạo đức tổ tiên ông bà, hình như không có. Không có. Cái đó là cái điều mà mình nhức nhối vô cùng. Mà trong tâm Pháp Hòa lúc nào cũng cứ để cái câu, để cái việc đó trong lòng, không biết làm sao. Chứ bây giờ mình làm sao mình thật là mình đem hết tất cả những gì mình có khả năng mình làm được. Chứ Hòa thấy một thầy, một chú hay một Phật tử nào mà gia đình họ, con cái họ còn đi chùa, dẫn đi chùa, rồi nó thích đi chùa, Pháp Hòa vui dữ lắm. Cho nên con nít nó có về chùa đó, phải không? Mình đừng có, mình phải ôm ấp nó. Tại vì nếu mà nó không còn chỗ nào nó đi nó, nhưng mà thưa đại chúng, bây giờ nó nhỏ 9-10 tuổi nó đang thích nè, chắc gì 15 tuổi nó chịu nữa không. Thành thử ra thời gian mình cũng biết được bao lâu. Y chang như trường hợp con cái lúc nọ nó quấn quýt với mình, nên enjoy đi. 15 tuổi là nó không còn muốn theo mình nữa đâu. Lúc đó có năn nỉ nó cũng chưa chắc nó đã đi. Vì nó đủ cái tuổi ở nhà mình rồi thì nó không muốn đi đâu với mình nữa hết. Thành thử ra thời gian mà nó quấn quýt với mình á, hãy bớt những cái việc không cần thiết để đi với nó. Chứ mà thấy có nhiều gia đình nó chở con đi học bơi, học đàn, ôi cha tùm lum việc hết. Vậy đó, mà tới hồi mà lớn lên rồi là nó tự nó rồi, là mình có muốn cũng không còn nữa. Cái cơ hội mình đâu có. Chứ bây giờ con nít mà 9-10 tuổi đó, quý vị thấy không, có những em nó đi vô chùa nó ở rồi đó, mà cuối cùng tới cái tuổi mà nó thay đổi rồi thì quý vị thấy không, dù nó ở bao nhiêu năm trời trong chùa, thay đổi vẫn là thay đổi. Chứ mình phải biết đó, cái tâm của mình đó, nó không phải đơn thuần như vậy đâu, rất là dễ bị lôi kéo. Chứ bây giờ mình phải ráng làm sao đừng có để cái này. Trong kinh Phật cũng nhắc nhở mình đem điều của mình đã biết siêng năng dùng để dạy dỗ người, muốn cho việc này truyền nói trên đời không có tiêu diệt. Đây là cái tâm mà lúc nào mình cũng canh cánh ở trong lòng, làm sao cái việc này mình thực hiện được. Đối với thân hữu không khiến làm ác, ưa dùng tám pháp lành, tám pháp để giáo hóa chúng sanh, nói nhân quả không sai lầm. Nói cái nhân quả đừng có mê lắm, tức là mình dạy cho người ta cái nhân quả cho nó rõ ràng. Thí dụ như cái vấn đề mà đốt giấy tiền vàng bạc nè, xin xăm bói quẻ rồi đó, hay là mình nói những cái điều mà nó không có phù hợp với lại cái lẽ thật đó, mình nên nhẹ nhàng và nên giảm chừng nào tốt chừng ấy, đừng lợi dụng cái lòng tin của họ. Rồi họ, mình từ từ khi mà họ thâm sâu rồi bỏ không được. Thưa đại chúng, cái chánh tín thì khó tin lắm, còn mê tín thì rất dễ. Bởi vì mê tín lúc nào nó cũng có cách nó làm cho người ta mê được. Và cái người mê tín thì rất đông, mà kẻ chánh tín thì không mấy người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mà người đã mê rồi mà biểu họ trở lại tin chánh pháp rất khó. Bởi vì họ đã thấy cái điều đó, họ giao hết cả mạng họ cho trời Phật Thánh Thần rồi. Thành thử ra giờ biểu họ tự tu đâu làm được. Cho nên tự cái cách sống của mình, cho Pháp Hòa mới hay nói giờ ở nhà mình bây giờ phải lập tức nghĩ đến cái việc đó, và tổ chức những cái việc gì mà khi mình đi mà người khác có thể làm được. Thí dụ giờ Pháp Hòa hay nói ví dụ về vấn đề cúng dỗ nè, tổ chức một năm một ngày cúng dỗ thôi, đừng có cúng lặt vặt. Tôi đâu có gì, mình còn quên lên quên xuống mà, về tổ chức đi. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái ngày mà cúng dỗ mà có thể làm được mà nó không quên đó, Pháp Hòa đề nghị là mình làm vào cái dịp lễ Thanksgiving của Mỹ, mà đồng thời nó không quên mà nó phù hợp, nó match với cái trường hợp của mình là nhớ ơn ông bà tổ tiên. Một năm một lần cái ngày lễ Thanksgiving là cái ngày họp mặt gia đình nhớ ơn tổ tiên, làm một bữa thôi. Còn cái chuyện mình còn sống đây này, mình cúng lặt vặt thì ông bà được hưởng lặt vặt, nó là ăn dài dài trong năm. Nhưng mà nói trước với ông bà nghe, đến khi mà con không còn nữa, ông bà chịu khó ăn tập thể.
Thật sự ra Pháp Hòa từng nói không ông bà nào về ăn cái bữa đó hết. Nhưng mà đây là cái cách mình cúng, có nghĩa là mình duy trì cái truyền thống, cái văn hóa, cái đẹp, không bao giờ quên ơn. Gần đây đi đám mà Pháp Hòa hay nói cái điều đó với mấy em mà không biết tiếng Việt á, nói cho nó hiểu được cái cách của mình. Không cần biết anh tin cái gì, tin trời, tin Phật, tin Chúa, tin gì em biết, nhưng cái cúng ông bà tổ tiên thì không thể bỏ. Vì đó là cái cách để mình bày tỏ cái lòng của mình lần cuối trước khi mà các vị, mình rời xa các vị. Thôi mình dừng ở đây.